Video này tôi sẽ nói về cái phần PHP My Admin nhé. Đây, nếu các bạn ở đây thì các bạn ấn, nếu mà cái warm server của các bạn màu xanh rồi thì các bạn ấn đây. Và chúng ta gì ấn gì nhỉ? PHP My Admin. Và cái video này tôi muốn nói về cái privilege này, nghĩa là các chúng ta nên chúng ta thêm quyền sử dụng cho các user chẳng hạn. Nếu mà mới tinh thì chúng ta có thể đây, nếu chúng ta đây tôi đã có một cái user của tôi tên là Huy như này nhé, và tôi có thể remove cái user này đi, tức là tôi xóa cái user này đi và tôi làm lại nhé. Thì tôi ấn vào đây, và nếu mà các bạn lại nếu mà các bạn lại 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 click vào đây thì đây, đầu tiên chúng ta click vào đây để đánh dấu cái user này. Và nếu mà chúng ta muốn remove cái user thì căn bản là chỉ ấn go ở đây thôi. Còn nếu mà muốn xóa cả các cái database mà kèm theo cái user đấy thì ta check vào cái này. Và tôi nghĩ là tôi sẽ không làm cái động tác này nhá. Tôi chỉ xóa cái user này thôi. Và những cái database nếu mà trùng thì tôi vẫn để nguyên, tôi ấn go này. Và các bạn xem lại thì chúng ta có thể ấn vào privilege đây. Và xem lại ta show all và cũng cũng không thấy user đâu cả. Và bây giờ tôi sẽ làm động tác add new user, nghĩa là thêm user vào, và tôi sẽ ghi tên tôi vào đây là Huy, được chưa? Và ấn vào đây, ấn là any host hoặc là local host, và rồi ta ấn vào any host, có nghĩa là dấu phần trăm này, có nghĩa là any host, nghĩa là vừa có thể vào bất kỳ cái hosting nào nhé. Và password thì ta gõ password vào đây, tôi gõ password vào đây. Và những cái này là cực kỳ quan trọng. Và đừng để quên cái password này nhé. Rồi, tôi đã có xong rồi. Và bây giờ đến database for user. Thì tôi ấn vào cái mục này. Và tiếp theo thì ta có thể trao quyền tất cả các quyền. Và ấn go. Thì muốn xem lại privilege thì ta ấn privilege đây. Ta nhìn thấy đây rồi này. Ấn show all được, nếu mà trong nhiều trường hợp mà không nhìn thấy thì ta ấn show all là sẽ nhìn thấy. Đây có all privilege thì chúng ta cũng có quyền như admin thôi nhé. Đấy là về phần user nhỉ. Và các bạn cũng có thể add những cái user khác nữa. Thì chúng ta để tên ví dụ là T chẳng hạn. Hay là Tuấn gì đấy nhé. Any host hoặc là local host thì tùy, chúng ta cũng có thể chọn local host, chúng ta cũng có thể chọn any host. User thì chúng ta gõ vào đây 123 chẳng hạn thử thôi. Testing 123. Và chúng ta cũng có thể grant privilege. Đại khái chúng ta có thể làm hết các những cái động tác này, ví dụ select grid cái gì đấy vân, tại sao không nhỉ? Và ấn go thôi. Và chúng ta cũng có thể cho vào đây và ấn go, đại khái như thế. Tóm lại là các bạn sẽ phải nghiên cứu kỹ hơn về cái user này nhé. Rồi chúng ta lại ấn vào privilege, và bây giờ chúng ta nhìn thấy Tuấn chưa? Vi và Tuấn. Select reload cái gì đấy, đúng không? Và trong trường hợp chúng ta muốn xóa cái user này đi thì ta chỉ việc đánh dấu vào đây, click drop nếu có. Các bạn nếu mà cái nút này rất nguy hiểm, nếu mà chẳng may chúng ta có một cái database nào và trùng vào cái tên này họ nó drop đi thì rất là gay. Ta ấn go đây nhé, thì xóa mất user đi rồi, và ta ấn lại privilege thì ta chỉ cần còn nhìn thấy Huy thôi và không thấy Tuấn đâu cả. Đấy là về phần user. Ok, so thank you very much for watching and see you next time.